Bữa nay là ngày mùng 8 tháng 9, mình có đi đám giỗ trên nhà của anh Bảy, chị Bảy, quý vị. Dạ. Chú Út qua nào chú Út? Mới qua tới trước chị chừng 5 phút. Có thấy mốt qua không chú? Có. Dạ. Gần quá. Bà Bảy chào mấy cháu nghe. Năm đó rồi. Chào Bảy ơi. Quá ngoan luôn. Nóng gọi chân ha Việt. Dạ, tâm hết rồi. Chào mấy cô thợ bếp nha. Ừ. Đây là thợ nấu không gì? Thợ rửa chén. Vậy đi. Rửa chén. Thợ nấu, nấu xong rồi mới rửa chén. Cứ khiêm nhường hoài. Nhường mẫu bên bển không kìa. Ừ. Đâu đâu cũng có hết, đều luôn. Hai chào hết trơn mấy chị nha. Ô chào. Ô. Dạ. Đây đây đây. Ô. Ô. Quá tuyệt vời. Ủa tím ốc qua nữa đó hả? Nãy giờ quá nè, tôi có nhắc nè. Vậy sao? Chị Bảy đi tính lâu lâu nè, tôi đến chút có tới vậy. Dạ. Nấu ghế từ quen. Ghế từ quen không, có 3 năm vậy. Bữa nay chị Tư mới làm bánh xèo với Quỳnh Lợi kìa. Thêm món bánh xèo nữa. Không, vậy sao đây chị Tư hả? Chị Tư. Làm bánh xèo bướng lá chị Tư. Dạ. Để đổ đó. Còn này. Dạ. Thiếu bút, thiếu bút. Nếu bữa nay ăn nó nấu mà các ăn ít không ngon là tại chị Tư. Để bánh xèo lại. Chị Tư. Nè chị, bà mời miếng gì đó. Chị bà ngày nay cũng tốt chứ bà 7 giờ mai con gái. Dạ tốt ngày chứ muộn. Nè. Cái này có tầm. Con nằm ngang đi. Bữa nay đám giỗ, đám giỗ ai chị Bảy? Bữa nay đám giỗ ai chị Bảy? Hôm nay cúng cơm bà cố chị. Cúng cơm bà cố hay dạ, bà cố. Dạ. Hôm nay ngày 18 tháng 9 giỗ cơm của bà cố dọn thức. Dạ. À giá nước ta thứ thành thằng dừa dưới dọn vậy đó. Này rau câu dùm ngon quá ha. Rau câu dừa nè Bảy. Ờ. Này ai đổ hả? Ở Phú Hưng. Phú Hưng. Ừ. Bà Xui đem lên. À vậy là bà Xui bà đặt bà đem lên. Dạ. Quá ngon. Ngon Bảy. Ngon. Có ai mà mốt đặt là chỗ bà Út đặt. Ừ, dầm dài quá ha. Dạ. Biết làm không chờ. Hả trai? Tướng ta cũng nhuyễn mà. Giúp tư mạnh ghê không? Không mấy, mấy chục năm nay mà chưa ra ngời thôi. Nè. Út ha, cầm trái mình đưa lên cho bác hồ phi này. Đập có trái đây. Cục ly gai. Đây, ok. Hai, ba, vô. Vô. Ăn trái cây còn hơn uống rượu nữa. Đây đây. Để cân khổ. Thằng ơi, tôi cái thằng. Thằng
mời cái tôi nè. Mời game hay để luôn. Để vậy ha. Game luôn đi vậy. Game cho đều đều quá đúng đi. Hôm đó mình cũng làm với người già cái bạn cao ba thôi. Dạ. Có thể nói là sách không viết hay là nói thì còn được, còn có người là coi như vậy. Mày gì mày coi mấy cú lại rồi ổng có để giảng không? Không để giảng luôn mà ổng để vậy. Ừ, có tốn trùng, có tốn tài hòa giảng. Đúng rồi, thầy đó là giảng, ổng là giảng cái gì? Cho nên tại gì mà đặt hôm nay mà tôn viên với quá chân vậy. Dạ. Bây giờ mình ly đi. Em sơn cái đi. Cũng ly nữa ta. À. Cũng ly đi. Anh dốc đi. Rồi. Quảng cáo hả? Đi quảng cáo hàng. Em nhờ. Nói đây. Đâu bếp ga nhà con nó im sao đâu có quảng cáo lên đây. Yeah.
ông này với mâm cô bác với mâm khách tây. Ở đây hai mâm kia bậc thợ mâm thứ ba đó. Ờ dính đây một mâm. Bởi vì ở mâm cô bác này cũng được nè. Ừ. Cái này hả? Ờ tao tao để cái này đi. Đó để cái này đi Ngân ơi. Mâm cô bác ở đây đi. Đi lên liền. Why don't
Con mèo.
Nè bà giờ thấy cười có duyên nè bà. Đâu chị? Bây giờ cười có duyên nè bà. Con nào đâu chị? Cười có duyên không nè không? Đâu đây đây hả? Cười có duyên ghê nó. Này mấy người này mấy người gì chị ơi? Tự này mới tự về thấy cười có duyên. Này là này là quá mê kiển nha quý vị. Hoàn chỉnh. Nó chắc chưa ha, chắc chiều nó lên là kiếm nó lại cho mày nè. Nó mê chứ. Mê mới làm được. Bất cứ một nghề gì là cũng mê mới làm được. Khi vô để vô chậu thì được. Bà cái này nó cũng lâu lớn dữ lắm rồi đó. Cái này ngọt nè. Làm được thứ nè. Nó mua cây này đâu, nó mua cây kia. Ương là thấy không? Ương này là ương nè. Ương ra là mới bự nè, nó ương từ từ nè. Không làm gì đó. Vì phải nấu ra chân rồi cắt. Nó tháo nó mở ra, chữ ngầu đấy là đủ thứ. Phân rồi mới trồng lại. Vậy nó mới sắp phòng, vậy nó mới có tay dị gan thì nó Thank you.
Nho nha. Ủa uống bằng cái ly này nè, giữ. Sẵn cái đồ nghề uống cũng nho nha. Đóng cái lúc ác ha, đóng cái nó lúc ở trong rỗng luôn rồi. Không phải biết mà được, không phải dễ. Nghe mới được hát đấy. Dây đó là nó theo con lúc đó là bắt đầu quay ra lúc lên. Con trai này nhiêu hả anh Bảy? Không biết nữa, bà Bảy đồ tặng không biết. Trai này cũng vậy ha. Quá khứ cái trai. Tặng cho bà, đâu có mua. Ừ, trai cho mình thôi. Là bà sĩ bên này. Đưa nhang đó đi, không nhận đi không vô rồi. Để bộ móng ngang gì hết trơn nó. Ừ, chỗ đó ừ, không nhận vô. Ừ, vậy mới ăn. Chứ ông không để vô. Anh quay, quay. Nè, chú. Này lơ mơ đó. Rồi đó. Đó, tôi xuống dưới rồi đó. Ừ. Đó, kéo bà thử coi. Tới tới này, như tới tới này. Nó vô rồi, ấy rồi, nó mới dưới, dục lên. Tới rồi, bạch rồi. Tới rồi, bạch rồi, bạch rồi, hả? Bà tới lú 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 chưa mà chưa lú qua dòng nó lú rồi sâu rồi nè gì nè ông Xuân Minh nó ngõ hả ngõ ngõ cô bé trai phải không giờ lỡ trái nữa nhắc lên chút nữa lấy gì đẩy nó đẩy luôn quá đẹp luôn quá đẹp quá sang à, giờ uống rượu tháo cái này ra là đó, gắn lại nó khóa nè nó nở ra nó ngộ vậy đó cái mùi nhỏ hả khi mà nó gắn được dốt đi nắm đi lại cái nút kia rồi này 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 nút này này cái này tôi rồi hả cái này tôi là hết lại chưa bữa nay làm cái này vừa đến khui này này anh Bảy nó uống không hết. Tôi rót coi rót coi đang rồi đưa anh em đụng ly. Củ đào đó Bảy, củ đào đó Bảy. Mở mở có màu đang lên. Cái này cũng nho hết đi. Cũng nho. Rồi rồi. Mai qua đi. Đâu qua đi qua đi tới Bảy à. Bảy về còn còn xui nữa. Vậy hả? Bữa nay có chồng coi gái chị. Chồng ở lý à. Nó chưa giải nữa hả? Chưa anh Bảy. Út à. Út đó. Nhập tiền thôi. Lên trên bắc ba cũng rồi. Rồi như nhập tiền rồi kêu bên chú này chờ. Mà nấu. Phải qua đây nè. Qua đây. Qua đây lỡ gì hả? Đúng luôn. Đúng. Ồ, đây là một tụ nhỏ nha. Bạn dâu nhau tôi mới chiếm cạn ly, thấy không? Tôi giao không cạn mình cạn nè.
mình cạn nghĩa không? Nhớ nghe, mà nói cái trung bờ 7 giờ 7 nhớ nghe, cái nhà 7 nhớ qua cho đồng khác nghe. Dạ. 1, 2, 3, nhớ. Còn ai nữa tiếp tục nha. Chị Tư nè, chị Tư, còn đây đi chị em bạn dâu nữa tự. Còn đây nè. Ừ, là bố, cái gì cái, chị Tư nữa đây. Đây là chị Tư nha. Chị em bạn dâu, chị Tư. Đây nè, ngày nay ngày giỗ đó, chị em gom lại vui quá. Chị ơi, mấy miền Tây nghe nhớ hình mình đưa lên nè. Dạ. Buổi tiệc hôm nay chúc mấy chị em vui vẻ ăn ngon miệng nghe. Dạ. Dạ. Hai ông xui cũng ly lại ngay. Nãy cũng ly chưa kịp. Tôi ngồi dưới giữa này chứ mình có án gì cả. Dạ, thôi anh à. Không có gì hết. Uống với mấy anh thôi chứ. Đi qua đây. Mình nói bao lớp 9 không hả? Tới giờ đó mới gì chắc lắm hai trăm mười con cơm rồi mới nhà tên gặp mưa cho dĩa rồi còn một con mặt mưa cho bút không bà quẹt quay vô ha. Con ra là người với bà nhà hôm nay cũng đã 8 tháng cái đứa là đổ bà bố. Rồi. Bây giờ tôi với chị lấy lại miền Tây nha. Là đi vụ phải làm tình hai đứa một. 2 3 vô. Trời ơi.
vô đây luôn đi.